nổ lớn tại căn cứ không quân Nga ở Crimea. Theo Pravda, trong ngày 1 tháng 10, giờ địa phương, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn cứ không quân Benbeck thuộc thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea. Những hình ảnh do nhân chứng ghi lại cho thấy một đám khói dày đặc bốc lên cao. Theo người đứng đầu Crimea, vụ việc xảy ra do một máy bay gặp sự cố khi hạ cánh. Sự cố khẩn cấp đã xảy ra tại căn cứ Benbeck, một máy bay đã gặp vấn đề khi hạ cánh và bốc cháy. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương làm việc, thống đốc Mikhail Zavoha e thông tin.